Xin mời các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của Hot Channel và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Phiên bản thử nghiệm của Pixel 2 XL được sản xuất bởi HTC. Google đã từng lên kế hoạch để HTC sản xuất Pixel 2 XL, nhưng sau đó công ty đã đổi ý và để LG sản xuất Pixel 2 XL. Báo cáo cho rằng HTC U11 Plus chính là Pixel 2 XL phiên bản đã bị hủy. Tuy nhiên, một video trên tay chiếc Pixel 2 XL được làm bởi HTC với mã sản phẩm là Muskit đã xuất hiện trên mạng và chiếc máy khác xa với HTC U11 Plus. Sự khác biệt so với phiên bản sản xuất bởi LG đó chính là về màn hình. Thay vì màn hình có tỷ lệ là 18:9, Pixel 2 XL phiên bản HTC lại có màn hình với tỷ lệ là 16:9 và phần viền bezel khá dày. Ở mặt sau, Muskit có thiết kế giống với Pixel 2 XL bình thường với mặt lưng được hoàn thiện từ kính và nhôm. Camera đơn nằm ở góc bên trái, cảm biến vân tay được đặt ở mặt lưng. Trong video, thiết bị được điều khiển thông qua chuột không dây và không có cảm ứng. Về phần thông tin, chúng ta có thể thấy được rằng chiếc máy có tên là Muskit và đang chạy hệ điều hành Android Oreo với phiên bản vá bảo mật vào tháng 5/2017. Huawei sẽ ra mắt smartphone màn hình gập Mate X2 vào ngày 22 tháng 2 tới. Công ty Trung Quốc này vừa chia sẻ một poster để xác nhận rằng mẫu máy kế nhiệm của Mate X sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22 tháng 2 tới. Ngoài ngày ra mắt của Huawei Mate X2 thì poster quảng cáo còn cho thấy thiết kế gập của chiếc điện thoại này. Trước đó, một người dùng trên Weibo có tên là Corey Digital King đã từng chia sẻ rằng thiết kế của smartphone màn hình gập tiếp theo của Huawei sẽ khác với các điện thoại dòng Galaxy Z Fold của Samsung. Điện thoại này dự kiến sẽ được sử dụng chipset 5 nanomet mạnh mẽ, nhiều khả năng sẽ là Kirin 9000. Thông tin rò rỉ tiết lộ rằng Huawei Mate X2 sẽ có kích thước thân máy là 161.8 nhân cho 145.8 nhân cho 82mm và màn hình có thể gập lại là 8.01 inch. Màn hình phụ là 6.45 inch, kèm theo đó là máy ảnh selfie 16MP. Mặt sau nhiều khả năng hệ thống sẽ có 4 camera bao gồm 50MP, 16MP, 12MP và một cam 8MP. Cuối cùng, điện thoại này có pin là 4400mAh và chạy hệ điều hành Android 10 khi xuất xưởng. Nokia 1.4 ra mắt thị trường. Nokia 1.4 mang nhiều nét thiết kế cao cấp thừa hưởng từ các dòng người đàn anh đi trước như là Nokia 5.4, Nokia 3.4 v.v. và một vài điểm cải tiến từ người đàn anh Nokia 1.3 vừa ra mắt vào năm ngoái. Về cấu hình, Nokia 1.4 được sở hữu màn hình 6.51 inch, tỷ lệ khung hình là 20:9 với độ phân giải là Full HD cộng. Mặt trước vẫn có thiết kế quen thuộc dạng Infinity U Display với phần cầm dưới hiển thị logo Nokia khá nổi bật. Camera trước có độ phân giải là 5MP. Về mặt sau, chúng ta có một cụm camera tròn bao gồm hai cảm biến, một cảm biến chính 8MP và một cảm biến phụ Macro 2MP. Về sức mạnh phần cứng đến từ con chip Snapdragon 215, 4 nhân xung nhịp 1.3GHz, 1GB tiêu chuẩn, 3GB cho phiên bản cao cấp nhất. Bộ nhớ hỗ trợ tùy chọn 32 và 64GB cho phép mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ ngoài lên tới 128GB. Nokia 1.4 chạy Android 10 Go khi xuất xưởng. Giá bán của Nokia 1.4 bắt đầu từ 2,7 triệu đồng cho phiên bản cấu hình cơ bản nhất. HMD Global sắp sửa hồi sinh Nokia 3650. Một báo cáo mới vừa tiết lộ rằng công ty Phần Lan dường như đang lên kế hoạch làm mới lại chiếc điện thoại huyền thoại Nokia 3650. Được biết, chiếc điện thoại này với thiết kế Candy Bar đã ra mắt vào năm 2003, chạy Symbian Series 60. Nó sở hữu bố cục bàn phím tròn độc đáo tạo nên sự khác biệt so với hầu hết các điện thoại trên thị trường vào lúc đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ HMD Global sẽ tiếp tục giữ thiết kế này hay họ sẽ cải tiến. Phiên bản đầu tiên có màn hình TFT với kích thước là 2.1 inch, hỗ trợ độ phân giải là 176 x 208 pixel. Có một camera VGA duy nhất ở phía sau và biên pin là 850mAh. Chúng ta có thể mong đợi phiên bản mới của điện thoại này sẽ mang lại những cải tiến toàn diện như là màn hình lớn hơn, camera tốt hơn và giao diện KaiOS. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.